Hello mọi người, thì ngày hôm nay mình đang ở trên con tàu. Con tàu của những đam mê Cửa Rào Ambassador. Và bây giờ mình sẽ review ở nóc trên tàu nha các bạn. Đây là thang máy nha các bạn. Cảm giác như là đang ở trên bệnh viện các bạn. Có âm nhạc du dương. Mình sẽ lên tầng 4 của con tàu. Và sau đó là bước ra ngoài xem thử có gì. Tới lầu 4 rồi. Và không gian của chúng ta đó chính là không gian của buffet ăn uống các bạn. Lấy muốn lấy thật to. Ăn rất là đông. Wow. Chả biết nói sao. Chắc là mình sẽ phải đi lát nữa anh hai cái bàn được không? Hai ba người. Dạ, ba anh người. Có cái bé mà em sẽ in thử Anh cho là bé. dancer. À, Ờ. dancer thì bình thường là 7 giờ 45 mình ăn Bốn ạ. năm đúng không? Ok. Để anh biết anh ấy thôi nhé. Tức là mình đã có bàn sẵn rồi các bạn ạ. Và chờ giờ thôi. Còn bây giờ là đang là khách. À, sân khấu của Harley là đây. Wow. Mình sẽ bước lên trên phòng cao nhất lầu 4 rồi, nhưng mà đây là gọi là không gian nhà thì gọi là lầu 5 đi các bạn ha. Rồi, đây chính là lầu 5 của chúng ta, lầu 5 góc, không gian trên con du thuyền. Lát nữa tàu nó sẽ xuất phát và đi di chuyển vòng vòng ngoài biển này các bạn. Chúng ta có thể ngắm Hạ Long. Wow. Rất là ảo mộng và nên thơ nha các bạn. À, chúng ta có thể nhìn ở góc bên này là Vịnh Hạ Long này các bạn ơi. Đấy, hòn đảo rất là lung linh. Và sự kiện này là diễn ra vào ngày lễ này các bạn ơi. Rất là vui khi mà được một cơ hội của anh Gấu giới thiệu và mình lại được đi trải nghiệm và review cho tất cả mọi người. Hạ Long thân yêu. Yeah.